Chào các bạn, trên tay mình là một cái bộ sản phẩm mang thương hiệu Sparko, một cái bộ sản phẩm chuyên dành cho những chiếc xe thể thao. Tuy nhiên thì về chất lượng sản phẩm này mình sẽ chưa bàn đến hay là nguồn gốc. Hôm nay mình chỉ giới thiệu với nó thôi. Bộ sản phẩm này sẽ bao gồm một cái bọc vô lăng và hai cái bọc đai an toàn. Cái bọc vô lăng này sẽ thiết kế theo kiểu thể thao luôn. Tất nhiên nó mang thương hiệu Sparko thì nó phải mang cái đó rồi. Tương tự như vậy thì cái bọc đai cũng là Sparko. Thì cái bọc đai này sẽ bọc vào cái đai an toàn để giúp chúng ta mang nó êm hơn khi mà chúng ta mang nó qua vai. Thì mình thấy nó hoàn thiện cũng khá là ổn. Chất liệu ở bên trong là có thể thấy là nó làm bằng cao su, và bên ngoài nó bọc một lớp da giả da thôi, CBL giả da. Bên này chúng ta có hai cái mảng G nhám được may nổi lên trên để tạo cái điểm mà tiếp xúc khi mà chúng ta cầm tay ở hai cái vị trí cầm 3 giờ và 9 giờ, vị trí cầm chuẩn luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử gắn lên xe để xem nó như thế nào. Đây là cái vô lăng thì mà chúng ta sẽ đã bọc xong cái bọc vô lăng của Sparko. Thì trong nó thể thao hơn rồi. Cái việc bọc vô lăng thì nhanh thôi, khoảng 30 giây đến 1 phút, không có vấn đề khó khăn gì. Ở đây chúng ta có hai cái dải màu đỏ, trông rất là thể thao. Thì đây là cái vị trí để chúng ta cầm vô lăng, cái vị trí chuẩn khi mà chúng ta lái xe. Tay chúng ta sẽ đặt ở góc khoảng 3 giờ và 9 giờ. Vô lăng được làm chất liệu khá là ổn, cầm vào. Tuy nhiên thì cái kích thước nó sẽ tăng lên so với cái vô lăng zin, tất nhiên rồi. Có nhiều người thì thích bọc vô lăng, nhiều người thì không, thì cũng tùy theo mỗi người thôi. Đây chúng ta có logo của Sparko này, phiên bản màu đỏ đen này thì mình khá thích trong thể thao. 900.000 đồng cho cái phần bọc vô lăng và hai cái bọc đai an toàn. Còn nếu mà mua riêng cái bọc vô lăng không thì 490.000 đồng. Ở đây thì chúng ta có cái bọc đai an toàn cũng của Sparko và màu đỏ. Cái bọc đai an toàn này nếu mua riêng thì nó giá là 200.000 đồng, hơn 200.000 đồng chút. Thì chúng ta khi mà cài dây xong, chúng ta đẩy nó lên vị trí vai ngay đây thì giúp chúng ta sẽ cảm thấy êm ái và dễ chịu hơn ở ngay cái khu vực tiếp xúc giữa đai an toàn với cái vai chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta đi những hành trình dài thì sẽ không bị có vết lằn hoặc là không bị đau ở trên cái vai. Đây là một trong những món theo mình là nên có ở trên xe ô tô. Ngoài cái phiên bản màu xám thì chúng ta sẽ có thêm phiên bản màu đỏ. Màu đỏ thì nó sẽ nổi cái tính chất thể thao hơn. Thì nguyên cái bộ này bao gồm bọc vô lăng và hai cái bọc đai an toàn, nó là giá 900.000 đồng. Còn chúng ta sẽ có thêm một cái bộ đơn như thế này, nghĩa là chỉ bọc vô lăng không thì giá là 490.000 đồng. Cái này thì mình thấy nó làm cái phần đệm tay này nó cứng cáp hơn và trông nó có vẻ thể thao hơn nữa. Ở đây thì cái logo Sparko được làm nổi và màu xanh đẹp. Mình nhắc lại thì đây là 900.000 đồng, đây là 490.000 đồng. Ok, cảm ơn các bạn.